Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Góc Hàn Huyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay đa số mọi người đều đã ý thức được rằng việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông đó là chúng ta đã biết giữ gìn trân trọng sức khỏe của mình cũng như việc chấp hành luật pháp. Thế tuy nhiên, khi mà chúng tôi làm một cái cuộc khảo sát về xu hướng chọn mũ bảo hiểm, đặc biệt là đối với các anh chị em phụ nữ, thì đã phát hiện ra một điều rằng khi mà các chị em phụ nữ chọn mũ bảo hiểm thì thường đặt tiêu chí về cái sự tiện lợi cũng như tính thẩm mỹ lên cao hơn cái độ an toàn của mũ bảo hiểm. Và chính từ điều này thì một vài những cái cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm kém chất lượng, họ đã nắm bắt cái xu thế đó và đã sáng tạo ra rất là nhiều những cái mẫu nón bảo hiểm màu sắc sặc sỡ, rất là hợp thời trang, tuy nhiên nó lại kém chất lượng. Chính vì vậy thì chương trình Góc Hàn Huyên kỳ này của chúng tôi muốn bàn về chủ đề phái đẹp và mũ bảo hiểm. Và cùng đồng hành với Mai Thu Huyền trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu hai vị khách mời. Thứ nhất là Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Linh. Và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu Thượng úy Chu Thị Thu Thủy, đội phó đội tuyên truyền phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn chị Thủy và Cẩm Linh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, nhân nói về nón bảo hiểm thì chúng ta cũng thấy là hiện nay từ khi mà có quy định của pháp luật là tham gia giao thông bắt buộc những người điều khiển phương tiện xe máy phải đội nón bảo hiểm, thì rõ ràng chúng ta thấy là rất là đa dạng về mẫu mã, chủng loại, rồi màu sắc, rồi về xuất xứ vân vân. Tuy nhiên thì như Mai Thu Huyền có giới thiệu ngay từ ban đầu, khi mà chúng tôi khảo sát thì thấy là các chị em phụ nữ của chúng ta thường không có để ý lắm về cái vấn đề là cái sự mức độ an toàn của nón bảo hiểm, mà thường là đặt nặng vấn đề là cái thẩm mỹ thời trang luôn hơn. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta trên đây chúng ta thấy có hai cái nón bảo hiểm theo hai cái phong cách khác nhau, một nón bảo hiểm một cái hình thức thì nó cũng nó hơi nặng nề đúng không? Đó, và một cái nón thì giống như là một cái nón lưỡi chai, nó không khác gì cả, nó chỉ là có độ cứng hơn thôi. Vậy thì với góc độ của một chuyên gia đi ạ, thì chị có thể chia sẻ sao về điều này ạ? Nếu mà nói về chuyên gia thì tôi không phải là chuyên gia về mũ bảo hiểm, nhưng mà để mà biết được cái mũ mà đảm bảo chất lượng hay là không đảm bảo chất lượng ấy, thì chúng ta phải căn cứ vô cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm. Thì trong đó thì nó có những cái quy định, ví dụ như là khối lượng mũ, kích thước, hình dáng, cũng như là một số cái quy định ví dụ như là tem dấu chất lượng. Thì một cái mũ bảo hiểm mà đảm bảo chất lượng thì một người dân chúng ta cũng phải cần biết những cái yếu tố. Thứ nhất là về cái cấu tạo của mũ, thì ở đây thì mũ này chỉ có một cái lớp nhựa thôi, không có cái miếng lớp đệm bảo vệ. Thì theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ thì một cái mũ phải có đủ ba cái yếu tố cấu tạo. Thứ nhất đó là cái vỏ mũ, thứ hai là cái miếng đệm mà hấp thu những cái xung động bên trong cái vỏ mũ và cái quai đeo. Một điều nữa đó là trên cái mũ thì bắt buộc là phải có cái tem hợp chuẩn về cái chất lượng. Thì hiện nay cái tem hợp chuẩn quốc lực chất lượng á mà được quy định ban hành là cái có chữ CR, cái nhãn hiệu của mũ. Thì phải có những cái thông tin cơ bản nhất mà người mua phải biết. Thứ nhất đó là trên mũ bắt buộc phải có cái dòng chữ. Thì ở đây không có thấy có cái dòng chữ. Dòng chữ đó là cái này thì có mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Cái đó là thông tin thứ nhất. Cái thông tin thứ hai đó là tên và địa chỉ của nhà sản xuất. Đó là đối với lại mũ sản xuất trong nước. Còn đối với lại mũ mà sản xuất mà nhập khẩu á, thì phải có tên và địa chỉ của các tổ chức cá nhân phân phối nhập khẩu, nơi xuất xứ và cái kích cỡ mũ. Ví dụ như là các size của mũ như size M, size L, size S. Nếu mà chúng ta đi mua mũ mà chúng ta thấy thiếu những cái thông tin đó, ví dụ như là không thấy có các tem hợp chuẩn, thì chúng ta có thể nghi vấn đó là cái mũ kém chất lượng. Vâng, cảm ơn những cái thông tin ban đầu của chị Thủy. Và bây giờ thì chúng ta để mắt thấy tai nghe thì chúng ta hãy cùng khảo sát xem thị trường mũ bảo hiểm như thế nào nhé. Dạo một vòng quanh một số đường ở trung tâm thành phố, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy nhiều người đội mũ bảo hiểm cách điệu thời trang, thậm chí chả cần đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đội mũ bảo hiểm đẹp và an toàn cho người sử dụng thì không nói làm gì. Đằng này, các loại mũ bảo hiểm cách điệu thời trang
nhưng lại hầu hết không đạt tiêu chuẩn, dễ dàng gây nguy hiểm cho người sử dụng khi gặp tai nạn. Trên các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Tần, Lương Định Của, v.v. đều nhận thấy là các loại mũ bảo hiểm cách điệu, thời trang được bày bán công khai bên lề đường. Trong các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm với đủ các chủng loại, từ mũ bảo hiểm dạng lưỡi trai hợp với thanh niên, mũ bảo hiểm rộng vành dành cho phụ nữ, đến mũ bảo hiểm kiểu nhà binh dành cho những người thích ngầu ngầu một chút. Tuy nhiên, quan sát kỹ mũ bảo hiểm thời trang đang được bày bán trên thị trường, điều dễ dàng nhận thấy đó là ngoài việc có phần lưỡi trai, phần vành nhô ra quá nhiều, thì phần xốp mút lót bên trong đã được nhà sản xuất tiết kiệm bằng cách làm mỏng đi hoặc không có luôn phần xốp. Điều quan trọng là trên mũ hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về nơi sản xuất và các thông số an toàn của mũ. Chính sự lựa chọn nghiêng về góc độ thời trang mà bỏ qua sự an toàn theo đúng chức năng của mũ bảo hiểm đã khiến nhiều người tham gia giao thông phải nhập viện. Khi mà chúng ta đã đập được cái đầu mình xuống đường rồi cộng với cái mũ bảo hiểm giả thì cái sự tổn thất đối với chúng ta khôn lường. Nhẹ nhất là chẳng hạn chúng ta bị chấn thương nhẹ, chúng ta bị đau, chúng ta phải nằm bệnh viện mất một thời gian. Nhưng nếu nặng hơn có thể xảy ra là chấn thương dập não hoặc là xuất huyết não hoặc là bị vỡ mạch máu não hoặc là nứt sọ, thì lúc đó là chúng ta phải chi phí vào đó rất là nhiều. Mà nếu mà nhẹ chúng ta hồi phục được thì có thể nó cũng sẽ mang lại những cái hậu quả xấu cho cái cuộc sống của chúng ta, công việc làm của chúng ta. Và có một số người là bị dập thùy não hoặc thùy trái ấy, thì có khi để lại cái ảnh hưởng trong cái mối quan hệ, cái giao tiếp của cộng đồng. Còn xấu hơn nữa là coi như vỡ mạch máu và xuất huyết não ồ ạt thì có thể chết ngay. Thì cái chết ấy cũng để lại cho gia đình rất là nhiều cái nỗi đau. Những chiếc đèn phanh phía sau xe máy như thế này, người chủ sử dụng đã nghĩ ra việc lắp khung bảo vệ cho không bị vỡ. Tại sao bản thân lại không nghĩ đến chuyện bảo vệ cái đầu mình cho đàng hoàng? Tham rẻ, tiếc tiền, nhiều người đã phải trả giá quá đắt cho tính mạng mình khi đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là có rất là nhiều cái lý do mà tại sao mọi người chọn những cái nón bảo hiểm kém chất lượng như vậy, mặc dù biết là nó không an toàn nhưng mà vẫn cứ chọn, đúng không ạ? Vậy thì theo hai vị khách mời của chúng ta thì những cái nguyên nhân nhiều nhất mà đặc biệt là các anh chị em phụ nữ của chúng ta thường hay chọn những cái nón bảo hiểm như vậy là vì sao? Linh đi, bây giờ theo như Linh cũng là trong nghệ sĩ thì là phái đẹp rồi, thì mình trước khi mình bước ra đường mình thấy những cái nón nó rất là hợp thời trang, mặc dù mình biết nó không có đủ chất lượng đó nhưng mà ít ra nó hợp với lại những cái bộ đồ mình mặc, nó cũng có kiểu cách thời trang. Và cái thứ hai là rất là dễ mua, mình có thể tìm thấy bất cứ nơi nào. Thì đó là Linh nghĩ những cái nguyên nhân đó dẫn đến cho mọi người mặc dù biết nó không đủ chất lượng nhưng mà người ta vẫn lựa chọn những cái... Nhiều khi có người điệu đàng hơn một chút thì lại mua mấy cái nón bảo hiểm khác nhau, màu sắc khác nhau để thay đổi theo cái bộ trang phục của mình, đúng không? Mà cái giá thành ở đây cũng thấy là nó rẻ, rất là rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ mấy chục ngàn một cái nón thôi. Trong khi đó một cái nón có chất lượng thì giá nó cao hơn, nó mấy trăm ngàn. Thế tuy nhiên lại quay trở lại vấn đề là chúng ta muốn đẹp, chúng ta muốn thời trang, chúng ta muốn một cái chi phí rẻ. Thì tuy nhiên nếu như mà chúng ta đã bỏ ra một cái số tiền rất là lớn, có thể nói là mấy chục triệu để chúng ta đi mua một cái xe máy, nhưng mà nhiều khi vô tình chúng ta lại tiếc tiền để mua một cái nón bảo hiểm chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Và vô hình chung, tất nhiên là nếu như chúng ta lưu thông trên đường mọi thứ an toàn thì không có vấn đề gì, nhưng mà tai nạn nó có báo trước cho ai bao giờ đâu, chẳng may nó xảy ra, đúng không ạ? Thì như vậy thì tiền tức là chúng ta sẽ bị tổn thất rất là lớn, mà cái tổn thất đấy thì không thể đo đếm được. Vậy dưới góc độ của một người làm trong cái lĩnh vực chuyên môn của về giao thông đi, thì chị Thủy có những cái chia sẻ gì ạ? Thì qua những cái vụ tai nạn giao thông á, thì cho thấy rằng là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho cái hậu quả của tai nạn giao thông trở nên nghiêm trọng hơn á, đó là chính do là người dân của chúng ta biết là một là không đội mũ bảo hiểm, hai đó là đội mũ bảo hiểm nhưng lại không cài quai, không cài quai, nên là khi mà đầu chưa đập xuống thì mũ đã văng ra rồi, cũng không bảo vệ được. Cái nữa đó là mũ không đảm bảo chất lượng. Thì chúng ta biết rằng là một cái mũ bảo hiểm mà đảm bảo chất lượng á, thì trước khi mà đưa ra bán hoặc là lưu hành trên thị trường á, thì bao giờ nó cũng được có cái sự kiểm định về độ bền nè, về những cái yếu tố khác.
và nó cũng đảm bảo về cái vấn đề đó là bảo vệ đầu chúng ta hấp thu những cái xung động như là lúc nãy tôi nói là cái miếng đệm đó đó. Đó thì nó có tính năng đó là bảo vệ khi mà cho người đội mũ cho người điều khiển xe lưu thông trên đường. Tuy nhiên thì đối với những cái mũ mà kém chất lượng thì chắc chắn nó sẽ không qua những cái kiểm định đó. Bên cạnh đó là nó lại gây nguy hiểm cho người đội. Ví dụ như là khi mà chúng ta đầu va đập vào xuống dưới đường hoặc là va đập vào những cái thành xe thì những cái mũ này, những cái mảnh nhựa này nó sẽ bị vỡ, nứt ra và nó sẽ tạo những cái vật sắc nhọn có thể là đâm vào mắt của chúng ta. Thì gây thêm cái thương tích cho người tham gia giao thông. Thế nhưng mà theo chị thì có phải là một trong những cái lý do mà tại sao mọi người biết như vậy nhưng mà mọi người vẫn cứ sử dụng, có thể là coi thường cái tính mạng của mình, một phần phải chăng vì cái sự đối phó không? Bởi vì giống như chị nói là đã đội rồi nhưng mà thậm chí còn không cài cái quai nữa cơ, thì rõ ràng là đối phó để ra đường cho công an đỡ phạt thôi, đúng không ạ? Chị có gặp nhiều cái trường hợp dạng như vậy không ạ? Thì những trường hợp đó thì trước đây nghị định 34 ban hành ạ, thì người dân của chúng ta đội nhưng mà lại không cài quai. Thì ví dụ như là các chị em mình phụ nữ thì đi mua sắm thôi ạ, thì đi coi hàng thì đi qua hàng này hàng nọ nhưng mà có cảnh sát giao thông đứng ở đó thì thay vì là để mũ đi thì sợ bị bắt, thế là cài được để cái mũ lên để cho nó rồi xong rồi không có cài quai đi qua đó cái xong cái tiện lợi hơn xuống lại bỏ xuống bỏ xuống cho nó nhanh đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng là đi trên đường thì tai nạn giao thông có thể xảy ra, không có thể là nói là đường ngắn hay đường dài, có phải nói là đường dài thì mới gây ra tai nạn. Tại sao mà hiện nay là vẫn còn cái tồn tại mà cái mũ mà không đảm bảo chất lượng bán tràn lan trên thị trường á, thì một phần là giống như chị Linh nói ở đây là giống như là nó có thời trang, giá nó rẻ, thì bên cạnh đó là lợi nhuận của những cái nhà sản xuất đó, nên là họ làm những cái hàng kém chất lượng thì cái giá thành họ thấp thấp để họ cạnh tranh. Cái vấn đề mà có những người ta ý thức được cái vấn đề tự bảo vệ sức khỏe của người ta, nhưng mà khi người ta đi mua hàng thì người ta lại không biết đó là hàng thật hay hàng giả. Cái điều đấy là rất là phổ biến, đó là nó cũng xuất phát là một phần là cái công tác tuyên truyền của chúng ta về cái quy định thế nào là cái mũ đảm bảo chất lượng, rồi những cái quy định cần thiết để cho người dân người ta biết khi mà người ta đi mua để người ta phân biệt á, thì cái chúng ta vẫn còn cái hạn chế chúng ta chưa có chú trọng trong cái vấn đề tuyên truyền đó. Nhưng mà chị thì làm ở bộ phận là tuyên truyền đúng không ạ? Nên chắc là sau này sẽ có nhiều những cái thông tin tuyên truyền về nón bảo hiểm hơn, và những cái lợi ích của việc dùng nón bảo hiểm đúng chất lượng cũng như là những cái tác hại dùng những cái nón bảo hiểm kém chất lượng như vậy, thì mọi người dần dần sẽ ý thức được hơn. Bởi vì Mai Thu Huyền thấy là nếu như mà chúng ta nhìn ngoài đường, gần như là trước đây, mấy năm trước đây khi mà chưa có quy định thì gần như là người Việt Nam không có đội nón bảo hiểm. Nhưng mà bây giờ thì gần như trên tất cả các con đường mọi người ai tham gia giao thông cũng đội nón bảo hiểm rồi, mặc dù là có đối phó hay không đối phó nhưng mà ít nhất là cũng đã tuân thủ luật pháp, như vậy thì cũng là một cái tín hiệu đáng mừng, đúng không ạ? Vậy thì Huyền nghĩ là trong những cái việc như này thì cái vai trò tuyên truyền là vô cùng quan trọng. Huyền nghĩ lùi lại mấy năm trước thì Huyền thấy là những cái công tác tuyên truyền có thể mọi người không nói nhiều về nón bảo hiểm đâu, nhưng mọi người đưa ra những cái nhân chứng đã từng bị tai nạn, tức là những cái người với những cái thương tật ở não, ở tay, ở chân, nói chung là nhìn rất là thương tâm. Và chính cái điều đó nó đã đánh thức được mọi người là phải bảo vệ cái sức khỏe của mình, vì đó là một cái tài sản quý giá nhất. Và quay trở lại với việc của phái đẹp đi, bởi vì phái đẹp thì ai cũng yêu thích cái đẹp rồi. Vậy thì Cẩm Linh đi, là một trong những người đại diện của phái đẹp đi, Cẩm Linh chia sẻ những cái tâm tư nỗi niềm gì của nếu mà Linh được ý kiến để mà chia sẻ thì Linh cũng rất mong tất cả các nhà sản xuất hoặc là ngay cả những cái nhà mà kiểm duyệt, thì mình kiểm duyệt và mình tuyên truyền làm sao để cho người dân, tất cả mọi người biết được đâu là như thế nào là một cái nón đầy đủ chất lượng. Và cái thứ hai, tôi nghĩ cái kiểu dáng nó cũng rất là quan trọng. Nếu như mà mình đáp ứng được cả lẫn về chất lượng và lẫn về kiểu dáng thì cái đó thì Linh nghĩ họ không tiếc tiền để mà họ bỏ ra. Thay vì họ mua một lần như vậy có thể xài được mấy năm và nó vừa phù hợp, vừa chất lượng đảm bảo sức khỏe mà vừa phù hợp thời trang, thì Linh nghĩ không ai tiếc tiền để mà mình mua một cái nón như vậy đâu. Tại vì thực ra một cái mũ, cái nón đẹp nó cũng sẽ là một cái trang sức thêm cho cái bộ trang phục của mình. Bên cạnh cái việc an toàn thì Huyền nghĩ là nếu như các nhà sản xuất họ quan tâm được đến cái điều này thì với một cái nón bảo hiểm mặc dù nặng như này cũng không vấn đề gì, vẫn có đầy đủ những cái yếu tố về những cái độ bền, những cái kiểm định chất lượng, về cái chất liệu
hoàn toàn vẫn có thể tuân theo đúng những cái tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên nếu như mà có một cái ví dụ như mà nhà thiết kế đấy nhỉ, thiết kế cải cách một phần nào đó về cái ví dụ như cùng là một cái nón bảo hiểm này nhưng mà cái màu sắc, cái cách sơn màu này rồi cách phối màu ra sao thì em nghĩ bản thân như vậy nó đã trở nên là bắt mắt hơn, có tính thẩm mỹ hơn nhiều rồi. Thì mình nghĩ là có lẽ là các nhà sản xuất của chúng ta đang thiên về cái việc là lợi không nghĩ là không phải lợi nhuận, có thể là chưa nghĩ đến chưa cái việc đấy. Cho nên là ví dụ như với những cái nhà sản xuất mà họ có cái chất lượng thì họ nghĩ là ok một cái nón bảo hiểm thì cứ đúng là cái nón bảo hiểm thôi, họ chưa tính đến cái tính thẩm mỹ. Cái đơn vị kém chất lượng thì họ nhạy cảm hơn, họ nắm bắt thị trường nhanh hơn thì họ đi theo cái hướng thời trang. Tuy nhiên họ lại thiếu mất cái yếu tố mà chị nói ngay từ đầu, tức là họ đặt lợi nhuận rất là cao, cho nên thành ra họ làm kém chất lượng để họ thu về cái lợi nhuận. Thì Huyền nghĩ nếu như chúng ta có thể, nếu như các nhà sản xuất họ kết hợp hài hòa được cả hai thì điều đấy còn gì là tuyệt vời hơn nữa, đúng không ạ? Dạ vâng. Và để tiếp theo thì Mai Thu Huyền muốn được lắng nghe những ý kiến của khán giả xem họ sẽ chia sẻ gì về vấn đề này. Nhiều bài báo đã nói về vấn đề tai nạn giao thông, nó như là một cái tiếng bom trong thời hòa bình. Có nghĩa là khi mà mình đang sử dụng phương tiện giao thông trên đường phố mà mình không có một cái trang bị rất là kỹ càng, cũng như là không có những cái gì đó gọi là cái sự bảo vệ chắc chắn, an toàn cho mình, thì cái rủi ro mà mình gánh chịu nó rất là cao. Người ta đội nón bảo hiểm để phục vụ cho việc bảo vệ cho tính mạng. Thì nó phải trước hết nó phải có chất lượng về chuyện bảo vệ trước, sau đó mới tới yếu tố thời trang. Trong cuộc sống thì không ai có thể biết được chữ ngờ, chính vì thế chúng ta hãy nên sử dụng một cái chiếc mũ bảo hiểm đầy đủ chất lượng để có thể bảo đảm tính mạng cho chúng ta một cách tốt nhất. Qua những chia sẻ của khán giả thì chúng ta thấy là đa số mọi người đều rất là đồng thuận với cái việc là đội nón bảo hiểm có chất lượng, đúng không ạ? Mình cũng đặt địa vị mình như vậy thôi, mình cũng muốn có một cái nón bảo hiểm chất lượng để bảo vệ cái tính mạng của mình. Thế tuy nhiên thì Huyền nghĩ là cái này nó phải có tính từ hai chiều. Không chỉ trách không cái người mà đi mua nón đâu, mà bởi vì bản thân cái đơn vị mà mình nghĩ là cái đơn vị mà sản xuất ra những cái loại nón bảo hiểm đấy kém chất lượng như vậy thì cần phải có những cái hình thức, ví dụ như về phía chính quyền đi thì có những cái hình thức xử phạt gì với những cái đơn vị mà họ bán tràn lan như vậy không ạ? Cái vấn đề mà cái hình thức xử phạt á thì cái này là thuộc về chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, yeah. Thì đó là thuộc chức năng của các cơ quan đó, yeah. Còn riêng mà đối với lực lượng cảnh sát giao thông á, yeah. Thì lại giao một cái chức năng nhiệm vụ khác liên quan đến cái vấn đề mũ bảo hiểm, đó là xử phạt đối với lại người mà đi xe mô tô, xe gắn máy á, không đội mũ bảo hiểm hoặc là không với cài quay. Những người mà có đội đi thì ví dụ như cái mũ mà cái chất lượng khác nhau thì cũng không xử phạt, đúng không chị? Đúng rồi, tại vì trong cái nghị định 34 á, là của chính phủ á, là xử lý những cái trường hợp mà vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông thì chỉ xử phạt là trường hợp đội hoặc là không đội hoặc là không cài quay đúng quy cách, chứ không nói là về cái vấn đề là xử phạt đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng. Cái thứ hai đó là cái vấn đề mà xử phạt cái đó thì nó phải có một chuyên gia, cái cơ quan chức năng kiểm định về cái chất lượng mũ. Ví dụ như một cái mũ thông thường như thế này thì mình có thể nhận biết được, nhưng mà có những cái mũ hiện nay một số cái nhà sản xuất người ta cũng rất là tinh vi, đúng không ạ? Thì người ta cũng đủ những cái tem hoặc là cái tem giả mạo, thì buộc phải những cái cơ quan ban hành, những cái cơ quan quản lý về cái tiêu chuẩn chất lượng mũ đó, họ mới biết được cái mũ đó là mũ thật hay mũ làm bằng. Và như vậy thì những cái người thiệt thòi chắc là người tiêu dùng thôi, đúng không Linh? Đúng rồi, như là Linh mà nếu mình nói là đi ra mua cái nón bảo hiểm á, Linh cũng không biết làm thế nào mà để nhận biết được cái nào là thật, cái nào là giả và cái nào là đầy đủ tiêu chuẩn hay là chất lượng nữa. Nên Linh nghĩ nếu mà cái nhà sản xuất rồi cộng hưởng chung với lại quản lý thị trường để mà loại bỏ đi được những cái hàng giả thì như vậy thì đến tay cái người như Linh nó may ra thì nó còn có được đi mua được những cái hàng mà có chất lượng mà có kiểu dáng đẹp nữa. Hiện nay thì phải nói là cơ quan nhà nước cũng rất là quan tâm vấn đề đó và cũng đang là dự thảo những cái thông tư liên quan đến vấn đề chất lượng mũ bảo hiểm về cái xử phạt. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng phải cần suy nghĩ lại về cái chính bản thân của mình, về lúc mà mình mua thì mình biết có những cái mũ như giá 20-30 ngàn thì không thể nào mà nói là không biết được đó là mũ kém chất lượng.
Tại vì một cái mũ mà giá với cái chất lượng thấp thì cái độ an toàn thì đương nhiên nó cũng phải tỷ lệ thôi. Tiền nào của đây đúng không? Tiền nào của đấy. Dạ. Đó nên là mình cũng phải tự ngẫm nghĩ lại mình. Không, nhưng mình... mà nếu mà nói như thế thì các nhà cung cấp họ cũng lại tinh vi lắm, họ cứ đẩy giá cao lên thì mình cứ tưởng là mình mua hàng đó. Thì em cũng đã nói rồi, mũ nó cũng phải có những cái yếu tố, những cái cấu tạo, nên là khi mà một cái mũ mà nó đảm bảo mà ba cái cấu tạo về cái ba lớp, ba cái bộ phận thì chắc chắn là cái giá thành nó phải cao. Chứ đối với một cái mũ mà chỉ có một cái lớp nhựa mà ngoài thì chắc chắn thì giá thành nó phải cái thấp rồi. Dạ. Và gần đây thì Mai Thu Huyền được biết một cái thông tin nữa là Đà Nẵng là cái đơn vị, là cái địa phương đã thực hiện cái việc kiểm định mũ bảo hiểm, và những cái mũ không kém chất lượng ấy thì họ sẽ tịch thu lại, bởi vì họ muốn bảo vệ cho cái tính mạng của người dân, cho nên họ đã tịch thu lại những cái bảo hiểm, nón bảo hiểm kém chất lượng, và họ sẽ đổi cho người dân. Ví dụ như là những cái người dân nào mà có thể là chót mua nón bảo hiểm hoặc là cố tình mua đi cũng chẳng hạn, thì cũng có những cái chính sách để có thể là đổi cho họ từ nón cũ lấy nón mới và chỉ phải bù thêm 50.000 thôi. Thì Huyền thấy Cẩm Linh nghĩ sao về cái chính sách này? Tin mới nghe thôi thì đã thấy là rất là ủng hộ với cái điều đó. Về cái thứ nhất là người giống như là chị Thủy cũng nói, không phải người dân mình ai cũng có tiền để mà mua, bỏ ra một cái số tiền lớn để mà mình mua một cái nón đầy đủ chất lượng an toàn, nên rất là ủng hộ chủ trương. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái đặc thù của mình nó khác. Cụ thể là chúng ta biết rằng là cái việc mà ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông của chúng ta là một trong những cái tỉnh thành là có cái tỷ lệ chấp hành rất là cao. Thì bên cạnh đó thì có một số người là vi phạm, thì một số ít đó thường là tập trung ở cái những cái khu vực gần chợ. Thì vi phạm thì là chủ yếu là những người dân ở cái khu vực ở đó, hoặc là ở trường học thì lại là những cái đối tượng vi phạm thì lại là các em học sinh, và đa số là các em học sinh cấp 1. Thì cái này cũng xuất phát là một phần là về phía gia đình. Thì để mà chấn chỉnh cái tình trạng này á, thì lãnh đạo thành phố nè, ban giám đốc cũng đã đưa ra nhiều cái chủ trương, cái giải pháp như là bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên những cái tuyến đường mà có nhiều người vi phạm về mũ bảo hiểm, như là khu vực gần chợ, trường học để mà xử lý. Cái thứ hai đó là cái công tác tuyên truyền, thì ở đây tập trung đó là tuyên truyền về cái ý thức việc đội mũ bảo hiểm, cũng nói qua về cái chất lượng đội mũ bảo hiểm. Thì trong quá trình đi tuyên truyền đó thì cũng phối hợp với các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, ví dụ như là Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, thì trong thời gian vừa qua cũng đã cấp phát mũ bảo hiểm cho các trẻ em ở các trường học, ở những cái tuyến quốc lộ 1A mà có cái tỷ lệ mà tai nạn giao thông cao, tại vì người dân ta băng qua đường những cái giải phân cách đó hoặc là nguy hiểm. Ngoài ra thì Huyền thấy là cái thời gian gần đây, khi mà cái việc giáo dục về an toàn giao thông, những cái chấp hành giao thông cũng đã được đưa vào các trường học rất là nhiều, không chỉ còn thậm chí cả những cái trường mẫu giáo, các bé cũng đã được chơi những cái trò chơi làm chú và làm cô cảnh sát giao thông, đứng chỉ đường, rồi những cái bạn tham gia bằng những cái xe, Huyền như lớp học của con Huyền thôi chẳng hạn, là cũng được đi trên xe máy hay là trên xe đạp và cũng đội nón bảo hiểm, rất là dễ thương. Đó thì các bé, từ khi mà các bé được giáo dục ngay từ khi còn bé như vậy thì lên, các cháu sẽ ý thức được rất là tốt về cái việc mà đội nón bảo hiểm cũng như là tham gia giao thông một cách rất là an toàn. Ngoài ra thì chúng ta cũng, ai cũng hiểu những cái lợi ích đó, nhưng mà chúng ta cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái tai nạn mà rất là đau thương, rất là buồn, chỉ vì là chúng ta không có chấp hành tốt được cái việc đội nón bảo hiểm cũng như là an toàn giao thông. Mới đây thôi thì ngay trong giới nghệ sĩ của chúng ta cũng đã có một cái tai nạn rất là đáng tiếc, và làm cho không chỉ những người trong giới mà cả những khán giả hâm mộ cũng rất là đau buồn, bởi vì người nghệ sĩ đó cũng như chị nói á, tức là cũng có những cái tình trạng người là đội nón bảo hiểm nhưng mà lại không có cài dây, nên thành ra là khi mà chẳng may gặp một cái tai nạn và đã ngã ra thì đã bị chấn thương sọ não và đã qua đời. Thì thực sự đây là những cái câu chuyện rất là buồn, và chúng ta cũng, nếu như mà chúng ta chịu khó đọc báo hay xem tivi thì thấy những con số tổng kết về những cái tai nạn giao thông rất là nhiều, và những cái tai nạn liên quan đến cái việc mà không đội nón bảo hiểm hoặc đội nón bảo hiểm không có chất lượng thì cũng rất là phổ biến, đúng không ạ? Vậy thì trước khi kết thúc với chương trình thì Mai Thu Huyền cũng rất là muốn nghe thêm những cái lời chia sẻ của Cẩm Linh cũng như của chị Thủy một lần nữa. Xin mời Cẩm Linh.
thì nên nghĩ trước mắt là mình phải tự ý thức được, sẽ tìm hiểu và để mua cho mình được một cái nón bảo hiểm nó an toàn cũng như là bảo hiểm cho chính mình trước cái đã. Vì Linh nghĩ trong tất cả mọi thứ, như xe cộ mình đi, cái gì mình cũng có thể mình bỏ một cái số tiền ra mình bảo hiểm được cái xe của mình mà. Tính mạng con người của mình thì nó còn quan trọng hơn rất là nhiều. À, vâng ạ, còn xin mời chị Thủy một lời khuyên dành cho khán giả của chương trình. Nói thì có thể là nghe là nó sẽ bị khô khan, nhưng mà ở dưới góc độ của ngành á, đại diện cho lực lượng cảnh sát giao thông, thì cũng thông qua chương trình này thì cũng rất mong là các cơ quan truyền thông sẽ phối hợp cùng với lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng như các cơ quan chức năng khác để chúng ta đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cho người dân về những cái quy định khi mà tham gia giao thông chúng ta liên quan đến đội mũ bảo hiểm. Cái hai đó là những cái quy định về những cái mũ, thế nào là mũ đảm bảo chất lượng, để người dân chúng ta biết khi mà chúng ta mua chúng ta phân biệt được cái nào là hàng thật và hàng giả ha. Đó, và một điều nữa rất là quan trọng, để mà người dân chúng ta mua được những cái mũ đảm bảo chất lượng thì phải tuyên truyền được cái lợi ích, cái tác dụng của cái mũ đảm bảo chất lượng đó. Thì người dân chúng ta phải đồng ý nâng cao cái ý thức. Cái một điều nữa đó là về phía người dân, phía nhà người tiêu dùng á, thì cũng rất mong là dân chúng ta cũng phải nâng cao cái ý thức tự bảo vệ mình, mua những cái mũ đảm bảo chất lượng để mà vừa bảo vệ mình vừa là bài trừ cái hàng kém chất lượng đúng không ạ? Với lại là nếu như lúc này chị Huyền cũng nói là chị Huyền có con nhỏ đúng không ạ, thì chúng ta có cháu đi học, đặc biệt là trẻ từ 6 tuổi trở lên thì chúng ta cũng phải trang bị mũ cho trẻ đó, vừa là đảm bảo cái tính mạng sức khỏe cho trẻ và vừa là nâng cao cái ý thức chấp hành của luật trẻ từ khi mà còn nhỏ. Dạ vâng, vâng, năm nay là năm an toàn giao thông và ekip thực hiện chương trình Góc Hoàn Huyền cũng rất là khi mà thực hiện chương trình này chúng tôi cũng muốn góp thêm cái tiếng nói cùng với cả các lực lượng chuyên ngành để có thể là truyền thông hơn nữa về trong khán giả về cái việc an toàn giao thông. Và từ đầu chương trình đến giờ thì chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng quý vị khán giả cũng đã rút ra được cho mình những kinh nghiệm bổ ích để có thể tham gia giao thông một cách an toàn và bảo vệ cho tính mạng của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Góc Hàn Huyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay đa số mọi người đều đã ý thức được rằng việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông đó là chúng ta đã biết giữ gìn trân trọng sức khỏe của mình cũng như việc chấp hành luật pháp. Thế tuy nhiên, khi mà chúng tôi làm một cái cuộc khảo sát về xu hướng chọn mũ bảo hiểm, đặc biệt là đối với các anh chị em phụ nữ, thì đã phát hiện ra một điều rằng khi mà các chị em phụ nữ chọn mũ bảo hiểm thì thường đặt tiêu chí về cái sự tiện lợi cũng như tính thẩm mỹ lên cao hơn cái độ an toàn của mũ bảo hiểm. Và chính từ điều này thì một vài những cái cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm kém chất lượng, họ đã nắm bắt cái xu thế đó và đã sáng tạo ra rất là nhiều những cái mẫu nón bảo hiểm màu sắc sặc sỡ, rất là hợp thời trang, tuy nhiên nó lại kém chất lượng. Chính vì vậy thì chương trình Góc Hàn Huyên kỳ này của chúng tôi muốn bàn về chủ đề phái đẹp và mũ bảo hiểm. Và cùng đồng hành với Mai Thu Huyền trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu hai vị khách mời. Thứ nhất là Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Linh. Và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu Thượng úy Chu Thị Thu Thủy, đội phó đội tuyên truyền phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin cảm ơn chị Thủy và Cẩm Linh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, nhân nói về nón bảo hiểm thì chúng ta cũng thấy là hiện nay từ khi mà có quy định của pháp luật là tham gia giao thông bắt buộc những người điều khiển phương tiện xe máy phải đội nón bảo hiểm, thì rõ ràng chúng ta thấy là rất là đa dạng về mẫu mã, chủng loại, rồi màu sắc, rồi về xuất xứ, vân vân. Tuy nhiên thì như Mai Thu Huyền có giới thiệu ngay từ ban đầu khi mà chúng tôi khảo sát thì thấy là các chị em phụ nữ của chúng ta thường không có để ý lắm về cái vấn đề là cái sự mức độ an toàn của nón bảo hiểm, mà thường là đặt nặng vấn đề là cái thẩm mỹ thời trang luôn hơn. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta trên đây chúng ta thấy có hai cái nón bảo hiểm theo hai cái phong cách khác nhau. Một nón bảo hiểm một cái hình thức thì nó cũng nó hơi nặng nề đúng không? Đó. Còn một cái nón thì giống như là một cái nón lưỡi chai, nó không khác gì cả. Nó chỉ là có độ cứng hơn thôi. Vậy thì với góc độ của một chuyên gia đi ạ, thì chị có thể chia sẻ sao về điều này ạ? Nếu mà nói về chuyên gia thì tôi không phải là chuyên gia về mũ bảo hiểm. Nhưng mà để mà biết được cái mũ mà đảm bảo chất lượng hay là không đảm bảo chất lượng ấy, thì chúng ta phải căn cứ vô cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm. Thì trong đó thì nó có những cái quy định, ví dụ như là khối lượng mũ, kích thước, hình dáng, cũng như là một số cái quy định ví dụ như là tem dấu chất lượng. Thì một cái mũ bảo hiểm mà đảm bảo chất lượng thì một người dân chúng ta cũng phải cần biết những cái yếu tố. Thứ nhất là về cái cấu tạo của mũ. Thì ở đây thì mũ này chỉ có một cái lớp nhựa thôi, không có cái miếng lớp đệm bảo vệ. Thì theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ thì một cái mũ phải có đủ ba cái yếu tố cấu tạo. Thứ nhất đó là cái vỏ mũ, thứ hai là cái miếng đệm mà hấp thu những cái xung động bên trong cái vỏ mũ và cái vai đeo. Một điều nữa đó là trên cái mũ thì bắt buộc là phải có cái tem hợp chuẩn về cái chất lượng. Thì hiện nay cái tem hợp chuẩn quốc lực chất lượng là mà được quy định ban hành là cái có chữ CR, cái nhãn hiệu của mũ.